Ok, chào anh em. Chúng ta là vừa đáp chuyến bay đến Thái. Thì anh em có thể cho biết là cái cảm nhận đầu tiên trong cái chuyến xuất ngoại này của bạn hay không? Cảm nhận đầu tiên là bây giờ là đang rất là đói nên đang kiếm chỗ ăn. Chạy gì để nói chuyện hết. Tại sao mà trong vlog của mình bạn cứ này là không được nha. Quay phim hả? Đi rồi nhưng mà mình đi có biết anh có thể nào mà mình đi. Oh.
chào Nam. Hôm nay mình là ngày thứ hai ở Thái Lan rồi, thì Nam có cảm thấy thoải mái không? Okay. Khi mà anh Quang không cho Nam ăn quá nhiều. À, cứ mở miệng ra rồi đói là tao quýnh mày nữa nha. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Đây là một con đường gọi là cái gì nhỉ, gọi là một cái chợ. Con đường gọi là nó dài chắc phải 5 km đấy, đi bộ nãy giờ hơn tiếng rồi mà chưa thấy hết, mỏi chân quá. Con đường, đây là một con đường, là một cái chợ.